Xin chào quý vị các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Ado TV. Thì mình là A Đại, là em trai của Ado. Hôm nay mình đang có mặt tại xã Vĩnh Yên của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai mình. Thì tại đây đồng bào người Mông thì đang tổ chức lễ ăn tổng kết cuối năm. Thì đây. Hôm nay thì mình đi một mình nhé các bạn nhé. Hôm nay anh Đô thì đang bận một chút là mình sẽ đi quay một mình. Chú cháu hỏi một chút là cái lợn này tổng khoảng bao nhiêu cân ạ? Chắc phải hơn tạ chứ nhỉ? Này hơn tạ. To. Con mổ trước rồi, nó còn là phải tạ tư. Có một con đang làm. Con đang làm bên kia phải tạ tư. Con này hơn tạ không? Con này nhỏ. Mọi người ạ, thì vừa nghe thấy mấy chú ở ngoài kia thì bảo là vào trong này thì sáng sớm ấy, mổ con lợn to hơn thì con lợn ngoài kia thì hơn tạ. Không biết con lợn to hơn thì là bao nhiêu cân đây. Thế vào đây thì mọi người đang chế biến con lợn. Đó. Đồng bào người Mông ở trên này thì ăn Tết được sắp bằng đám cưới rồi các bạn ạ. Anh cho em hỏi một chút là cái lợn này thì năm nào mình cũng mổ to như này hả anh? Năm nào cũng mổ hai con như này luôn ạ. Dạ. Dạ vâng. Con lợn này chắc là cũng phải nuôi lâu lắm rồi anh nhỉ? Một năm rồi. Rất là to luôn các bạn. Đây là mấy tạ đấy ạ? Hơn tạ mấy đấy ạ? Tạ 3 tạ. Ôi. Mọi người đây ăn Tết, đồng bào đây ăn Tết giống như kiểu đi đám cưới đấy các bạn. Mở đám cưới luôn. Đó. Thì hôm nay là mọi người ăn tổng kết nhé, tổng kết cuối năm nhé. Có cái này ướp để làm gì đây cô? Cái này ướp để treo gác bếp đã. Ui, bọn này mỡ dày. Dạ, mọi người thấy không? Thì ra mỡ rất là dày các bạn ạ. Ôi, con bé này làm sao đây? Lại đây. Cái nó là cái là
Mọi người có lợn to quá tai nạn giao thông rồi mọi người ạ. Đây. Rồi, khá là nặng rồi. Mình vào đây thấy chú đang thu đầu lợn. Mọi người rất là hay nhá. Cái mỡ của con lợn ấy thì sẽ được treo gác bếp các bạn ạ. Đây. Mình lên đây thì mình gặp lại A Úy. Chào mọi người nhé. ăn no béo tốt đấy nhở? Không vừa rồi ăn no béo tốt. Rồi, giờ này có vợ không thấy đi chơi đâu nữa. Nhà làm việc thôi, đi chơi bận. Mình lên đây thì ngay gần nhà của bạn Úy nhé các bạn nhé. Ngay gần nhà bạn Úy thôi. Đó. Mọi người đang đốt lửa ở đây để tí nữa nướng thịt các bạn ạ. Thank you.
hồi thì bên trong chế biến xong rồi thì mang ít thịt ra bên ngoài này sẽ nướng, nướng ở ngoài bên ngoài này. Thì đây, mọi người ở làng thì hộ nhau rất là đông nhá. Tại vì có dịp Tết, lễ Tết gì thì họ hàng sẽ đi hộ nhau, rồi hộ đi qua hộ lại, lấy công nhau đấy ạ. Đó, đây mọi người sang đây. Thì bên này đang nướng thịt. Thoải mái đi, các cháu. Các cháu gần rất rồi. Xoay cái quán nó không nay rồi. Thôi anh em biết. Thôi thích cái gì đó. Tao à. Ý bà ăn này chắc về nhà vợ chạy rồi đây. Thôi làm thêm nữa đi nhờ. Hồi để ý thì thấy úy tự nhiên thấy tranh cướp gì ở đây. Hóa ra đây là đây. Đây là cổ quý của hai con lợn. Hai con lợn vừa rồi mổ đấy. Quay phải làm thử tí thì đấy. Hay quá, sợ nó cháy đấy. Sa để tẻ tổ ấm lý gom nó. Là cho nó chứng nào này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải là đi đâu hết, chắc không đi đâu. Cái này quen gì á, ít thịt quá.
Cái này nó áp chảo hết trong cho một thùng. Vâng. Nhiều quá. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Cái này nó quay đi quẩn lại thì ở đây mình tưởng cái này là tiếp canh cơ, nhưng mà không phải. Mọi người Mông ở trên này thì lại không ăn tiếp canh nhé bạn nhé. Đây là ớt. Mình nghĩ là chú đang làm tiếp canh, nhưng mà vào đây thì hỏi mới biết là làng người Mông này thì không ăn tiếp canh. Đó. Đây ớt xay các bạn. Hai con lợn ở đây thì mọi người ở đây thì chủ yếu là lấy mỡ với cả lấy thịt để treo các bếp các bạn nhé. Cái này sẽ áp chảo lên rồi cất các bạn. Đó. Cô đang ướp. Tôi vừa hỏi mọi người ở đây thì mỗi nhà ở trên này thì sẽ mổ hai con lợn hoặc là một con lợn to nhé, tầm trên tạ các bạn ạ, trên tạ. Đấy, hai con lợn hôm nay thì một con thì tạ 3 thì một con tạ 2. Đấy, thế rất là to các bạn. Đâu rồi. Mọi người ở đây thì hay uống cái loại bia này các bạn. Hôm nào đặt camel đủ hết à? Lấy một đũa đũa đi nhỉ? Bảo nó lấy một đũa sáng đồ nó lấy đồ. Đấy khinh đổ đổ. Dạ không đi ạ. Ở ngoài ở đây thì các chị em phụ nữ sẽ ngồi ở ngoài này.
còn các gánh đàn ông thì sẽ ngồi trong nhà các bạn ạ. Đó. Vâng, thì giờ cũng là trưa rồi, em xin phép mọi người là vào trong kia ngồi ăn cơm. Và cái chuyến hành trình này, cái chuyến đi này, em muốn truyền tải đến quý vị khán giả về cái ngày tổng kết, ngày ăn tổng kết cuối năm của người Mông Tây Bắc chúng em. Thì rất là cảm ơn mọi người đã xem hết video này của kênh Ado TV. Hôm nay thì em cũng là lần đầu tiên ghi hình và vẫn còn nhiều thiếu sót, thì mong mọi người thông cảm và góp ý cho kênh phát triển hơn. Thì em xin chân thành cảm ơn ạ.